Chú nha, tối hôm nay thì Dạ. chờ chú cũng như rất nhiều khán giả cũng đã xem được hình ảnh là mẹ con cô Sáu như là cô Kim Thoa đã qua viếng đám tang nghệ sĩ Xuân Ý, tức là mẹ vợ của nghệ sĩ Kim Tử Long. Thì chú có bất ngờ cái việc mà cô Sáu cũng như là cô Kim Thoa ghé qua để thắp nhang không chú? Trước đó là chiều hôm nay là cô Lành cũng như là trợ lý Kim Nga cũng đã tới thắp nhang trước, thì chú là người theo dõi câu chuyện từ đầu tới giờ, chú có muốn chia sẻ được gì không chú? Dạ, thì nói thật lòng ra nói thì mình nói về cái tang lễ thì không thể nào mà quên được cái hành động của bọn Cần Cền, hay là nói chung là mẹ con cô Sáu và cái vấn đề vợ chồng của anh Máy Lạnh. Thì ở đây tôi thấy lên một cái điều về thoáng buồn về mẹ con họ trước. Thì cũng như anh đã thấy, đa lễ tang được là gọi là mọi người tin yêu và được mọi người triều mến, thì thể hiện qua cái vòng hoa lại kính viếng hoặc là phần kính phân ưu đó anh. Đó là thể hiện được một cái nét tang lễ của người Việt Nam và nói chung là của cả thế giới này. Không có gì mà cao đẹp và tốt đẹp hơn khi gửi người thương, người mến trọng cái người qua đời, thì người ta gửi đến cái vòng hoa, thì cái điều đó là hết sức là trân quý. Và cái đám tang được là đẹp hơn, được là tinh yêu hơn, được mọi người là luyến tiếc hơn, thì cũng là qua nhờ vòng hoa. Nhưng mà ở mẹ con cô Sáu thì ở cái đám tang anh mình thì họ lại tuyên bố là không nhận vòng hoa tang mà chỉ là nhận tiền thôi. Thì ở đây là tôi thấy là thoáng lên một cái nỗi buồn khi họ đã cũng từng đi, không phải trong đầu đời họ mà đi đến cái đám tang của nghệ sĩ Xuân Yến đâu, đi rất nhiều, nhưng mà tại sao mà mẹ con họ lại có cái ý kiến mà không nhận vòng hoa tang, rồi đến bây giờ họ đến mà đám tang của nghệ sĩ Xuân Yến thì họ nhìn gì và họ thấy gì và họ nghĩ gì khi mà mọi người tin yêu và lưu luyến và thành kính phân ưu đến nghệ sĩ Xuân Yến qua những cái mà vòng hoa tang đó. Thì tôi mới thấy là vấn đề họ có cái nhân sinh quan về cái người Việt Nam chúng ta thì như thế nào, mà họ chỉ biết đó là đối tiền, rồi nhu cầu họ là tiền là tiền. Thì tôi mới chợt đánh giá lại mẹ con họ là không còn biết gì về vấn đề truyền thống tốt đẹp và không còn biết gì về cái là đạo lễ của cái tang gia, rồi là họ chỉ biết tham tiền tham tiền. Thì cái điều đó tôi thấy hết sức là đau buồn. Thì và cái vấn đề thứ hai nữa thì cũng có là vợ anh mà anh Máy Lạnh đi trong cái lễ tang đó, thì anh Đại Máy Lạnh vợ chồng đó có nghĩ gì khi thấy cái tang lễ của nghệ sĩ Xuân Yến là một cái sự gọi là gì, trang nghiêm, và trong đó cũng có một cái vấn đề gọi là u buồn của gia chủ, và đó đó là chúng ta thấy, chứ chúng ta không thấy những người thân trong cái đám tang đó có những cái mưu cầu trục lợi, điển hình như qua cái lời nói là đây là đứa con nuôi rồi đứa con ruột vân vân và vân vân, rồi dẫn đến là khi nào đứa con nuôi được nhận tài sản. Thì tôi thấy quá đau buồn khi là một con người Việt Nam và cũng có một chút chút hiểu biết về nhân văn, thì tôi thấy là lời lẽ của một ca sĩ, một nghệ sĩ như vậy á, thì nó có xứng đáng hay không, nó có xứng đáng với với người Việt Nam, và nó có xứng đáng với cái là hương hồn nghệ sĩ Vũ Linh hay không, khi họ có những cái động thái là lúc trong giữa đám tang như vậy. Rồi á là mà đời thường thì nghệ sĩ cũng đã là một cái gọi là một nhịp cầu để giúp cho cái chị nhảy ranh này là để bước vào cái lĩnh vực nghệ thuật, rồi là đã giúp đỡ mẹ mình cũng hàng nghìn cây vàng. Thì là họ nghĩ gì khi họ đi cái đám tang đó, đó là cái vấn đề mà tôi thấy là ở phía là cô Sáu chú Bảy và chị nhảy ranh thì nghĩ gì khi đi đến một cái đám tang của là nhạc phụ của mà Kim Tử Long, thì họ có thấy là tủi hờn hổ thẹn gì hay không?
ở đây là tôi qua cái nhiều nhiều lời lẽ của cộng đồng rất là than oán về là bọn người đó, thì bây giờ tôi là xin kêu gọi lại cái chân lòng, cái trong lòng là con người, cho nó đúng đắn ở mẹ con họ ai nói chung và đó là nói riêng, còn nói chung là cái nhóm cần cần thì tôi thấy như thế này đó. Thì bây giờ là họ qua đó thì họ thấy được không đó, ai là sẽ là chủ đám tang, thì có phải là nghệ sĩ Trinh Trinh là con hay không, chứ đâu phải là người em, người cậu hay là người chú gì đấy đó. Đó họ thấy được cái điều đó hay không, mà nó là cái sự bình thường ngàn đời để lại rồi, thì là cha qua đời con là làm là chủ tang lễ, khi nào con không có nữa thì mới tới anh và chị. Còn đằng này con người ta, con nghệ sĩ Vũ Linh vẫn có, Hồng Loan vẫn ở đó, mà họ là cướp lấy cái quyền làm đám tang để gọi là cái vấn đề gọi là giúp đỡ hay là tình nghĩa gì với anh Năm. Nhưng mà rồi cái tình nghĩa đó thì theo đáng lẽ họ qua tang lễ thì những chi thu thì họ cũng phải có cái sự bàn bạc rồi dẫn đến những cái minh bạch để Hồng Loan nó là sau này trả ân trả nghĩa cho người đời. Còn đằng này họ ôm cướp lấy cái thùng phiếu đó rồi họ yên lặng đi, rồi họ cướp luôn cái hình ảnh là của nghệ sĩ Vũ Linh là qua cái vấn đề mà media, thì họ vẫn ăn đó, họ vẫn ngậm nhẩm đó. Thì bây giờ họ đến cái đám tang mà của người đời, cũng của là một nghệ sĩ, thì họ nghĩ gì? Tôi hy vọng rằng đêm nay bọn họ sẽ có một cái đêm thức trắng để họ nghĩ về cái thái độ và hành động và những cái thất bại là ở trong cái đám tang mà họ đã cướp lấy cái quyền làm con để rồi bầu ra cái tang lễ đám ma đó, thì thật sự là nực cười và cũng hết sức là đau buồn anh ạ. Và mời anh có ý kiến ạ. Dạ thì con cũng có ghé đám tang nghệ sĩ Xuân Ý và thấy gia đình của nghệ sĩ Kim Tử Long, nghệ sĩ Trinh Trinh là tổ chức cái tang lễ rất là trang nghiêm và cũng tiếp đón các nghệ sĩ khán giả tới viếng cố nghệ sĩ một cách rất là trang trọng. Và chiều hôm nay thì cũng có một cái nghệ sĩ gạo cội tới tới để viếng, đó là nghệ sĩ Hồng Sáp. Thì nghệ sĩ Hồng Sáp cũng là một nghệ sĩ khá lớn tuổi và con thấy là cô là mỗi khi mà có nghệ sĩ nào mà qua đời là cô cũng đều dành thời gian tới viếng và cô ăn mặc rất là giản dị. Và một cái chi tiết đáng chú ý là nghệ sĩ Hồng Sáp thì cũng có bỏ tiền phúng điếu, nhưng mà nghệ sĩ Trinh Trinh lại trả được cái tiền đó cho cô Hồng Sáp, tại vì cái điều kiện của cô cũng khó khăn. Và con thấy là nghệ sĩ Trinh Trinh tiếp đãi cô Hồng Sáp rất là chu đáo, và cũng như là cái lúc mà ra về là cũng đỡ cô ngồi lên xe máy cảm ơn và có những cái ôm rất là thấm thiết. Thì so về với cái đám tang của nghệ sĩ Vũ Linh thì mình nói ở đây với nghệ sĩ Xuân Yến, thì chú là người theo dõi câu chuyện từ đầu giờ, thì chú có phân tích bình luận gì những cái hình ảnh thấy mình con thấy cũng thấy rất là đáng trân trọng như vậy không chú? Dạ thì nói thật sự thì đó là cái tập tục nghìn đời rồi anh, của người Việt Nam, khi cha mẹ mất mà người ta còn con thì con người ta đứng ra gọi làm chủ cái tang lễ ra. Là thí dụ như có thể là họ ra cái quyền là không nhận tiền phúng điếu hay hoặc nhận tiền phúng điếu. Còn cái vấn đề mà sự niềm nở và sự trân trọng của những người đến đó thành kính phân u của mẹ mình, thì nghệ sĩ Trinh Trinh có những cái động thái đó thì rất là tốt, rất là cần phải lan tỏa trên cộng đồng. Nhưng cộng đồng người Việt Nam chúng ta là như vậy đó, là cha mẹ mất thì con đứng ra làm tang lễ thì ai cũng vậy. Cái người làm chủ tang lễ thì phải kính trọng cái người mà đi đến thắp cho cha mẹ mình một nén nhang và một cái tấm lòng là thành kính phân ưu. Thì đó là cái truyền thống người Việt Nam. Thì tôi mới nói là có một cái ý kiến là buồn thay khi mẹ con họ và nhóm của họ đến đó nghĩ gì khi mình là đứng ra làm cái bầu xô bầu chậu vì của cái đám ma đó, rồi là nó có khác gì đối với là nghệ sĩ Trinh Trinh đó, khi mình là mang danh là một người cháu. Mà tôi nói đây là một sự đau buồn không thể nào quên, khi trong lúc tang lễ đó anh thấy ông, mọi tang lễ đều có cái sự u buồn đó, là gia đình họ đã ra đi một người, hay nói cách khác là
cha mẹ họ đã nằm xuống thì họ đã mồ côi, đã mất mẹ hoặc mất cha, thì lại có một cái là ý kiến nói đây là đứa con nuôi, đây là đứa con ruột, rồi bắt đầu là đứa con nuôi thì không nhận phân chia tài sản. Thì anh thấy nó thật sự là cái quái thai hay không, cái quái lạ hay không. Trong đám tang thì người ta chỉ biết thành kính phân u và đau buồn. Và vấn đề là tiền bạc lúc đó tôi nghĩ là vô nghĩa đối với là cái sự qua đời của một con người đi qua đời. Mà chưa kể đây là một nghệ sĩ, là cái vấn đề văn hóa, là cái trách nhiệm của họ, là một con người văn hóa, là cái người truyền đạt cho cộng đồng, cho mọi người dân cái văn hóa tốt đẹp nhất và cái sự gọi là tình cảm thiêng liêng nhất, chứ không thể nào mà để gọi là bằng tiền và bằng vật chất để qua cái vấn đề là hạ bệ nhau để rồi là phân chia tài sản. Thì đó là cái vấn đề tôi thấy hết sức đau buồn, và tôi cũng xin mở ngoặc hỏi mẹ con họ, đêm nay họ đi tang lễ của Xuân Yến về, họ có ngủ ngon giấc hay không? Mà tôi thấy đâu đó ở trong họ cố gắng giữ cái bình tĩnh, nhưng mà tôi thấy có cái sự bẽn lẽn của chị Nhảy Ranh tôi có thấy. Nhưng mà nếu cái cách làm tiền kiếm tiền như cái bọn mẹ con họ, thì tôi cũng khuyên cộng đồng mạng và mọi người đừng lên làm những cái chuyện đó, gì đó đã là cắt đứt cái sợi dây thiêng liêng của cha con người ta. Thì đó là cái điều đó là rất là phạm và rất là vô đạo, vô cùng mất đạo đức, chứ không còn nói là vô đạo đức mà mất luôn cả đạo đức. Vì con người đạo đức nhiều và đạo đức ít, còn đằng này là không còn lấy đạo đức. Thì cái điều đó thì cũng khuyên răng ở cộng đồng, và tôi thấy hết sức gọi là, và cũng đó qua cái hình ảnh là tang lễ của nghệ sĩ Xuân Yến thì là một minh chứng đời thường của là mọi đám tang người Việt Nam thôi, chứ chưa nói là vấn đề nghệ sĩ, thì là như vậy đó. Nhưng mà tại sao là hàng mấy tháng nay, hàng cả trăm mấy chục ngày nay là gần là mùa xuân trôi qua, chuẩn bị vào mùa thu rồi, mà cái vấn đề minh bạch về tiền bạc và cái thái độ để trân trọng cái nhân phẩm của mình thì mẹ con họ không có cái động thái đó. Và mời anh có ý kiến à? Dạ, con cũng rất là đồng quan điểm với ý kiến của chú về cái chuyện mà cái đám tang của cậu Năm nó cũng qua rất là lâu rồi, nhưng mà con cũng có dự hai đám tang và thấy là cái cách mà người nhà người ta đón tiếp các nghệ sĩ khán giả tư viếng, thì lúc nãy chung có nói cái ý là cái lúc mà tan gia bối rối, nhưng mà người cháu thì cũng gặp phóng viên báo chí là nói về cái chuyện mà con nuôi con ruột này kia, mà nó cũng không đúng cái thời điểm, nó cũng rất là nhạy cảm. Và lúc đó thì đúng nghĩa cử là phải tiếp đón các nghệ sĩ khán giả tới viếng và rất là trân quý họ, tại vì họ không bỏ thời gian tới chia buồn cùng với gia đình. Thì đó, tại vì con tới dự cái đám tang của nghệ sĩ Xuân Yến là thấy được không khí rất là trang nghiêm, thứ hai là người nhà của gia đình rất là lịch sự và đón tiếp từ những người rất là bình dân cho đến những người các nghệ sĩ sang trọng, người ta tới ai tới cũng đều tiếp đón rất là niềm nở và rất là trân quý. Thì đó là tại vì chú cũng như con mình theo dõi câu chuyện thì cũng là một cái đám tang của hai nghệ sĩ lớn trong sân khấu cải lương, và mình cũng có sự so sánh thì con thấy nó cũng sự đó, con nghĩ là cũng nhiều khán giả người ta cũng thắc mắc và cũng sẽ có sự so sánh về cái đám tang của cậu Năm cũng như là nghệ sĩ Xuân Yến. Thì theo chú có đóng góp ý kiến gì không chú? Dạ thì trước tiên anh cho tôi hỏi là nãy anh nói một cái nghệ sĩ gì, Hoàng Sáp phải không anh? Nghệ sĩ dạ cô Hồng Sáp chú ạ. Dạ cô Hồng Sáp xin lỗi à. Dạ. Thì ở đây tôi xin gửi lời hỏi đến đó là mẹ con của là chị Sáu. Mẹ con chị Sáu thì đến đó thì cũng là với cái sự thành kính phân ưu, rồi với cái sự niềm nở của gia đình của Trinh Trinh, thì cái điều đó tôi thấy cũng bình thường và bình đẳng như bao nhiêu người đến đó là thăm viếng, kính viếng, thì cái điều đó tôi thấy nó bình thường như bao cái vấn đề đám tang. Nhưng ở đây tôi xin hỏi ở mẹ con chị Sáu ở chỗ này. Mẹ con chị Sáu thì anh thấy đi về chiếc là xe ô tô thấy quá sang trọng đúng không? Dạ. Nhưng mà tôi thấy cái hình ảnh của chị Hồng Sáp đến đó rồi đi về trên chiếc xe Honda, thì hai
trong ba nhân vật đó, ai là cái người cộng đồng mạng và ai là cái người là lưu luyến là trân trọng cái hình ảnh nào, thì có phải chăng là Hồng Sáp? Chứ nó không phải là cần đi chi một chiếc xe sang trọng, rồi trên nó là trong cái cuộc đời của mình đã gây ra nhiều cái vết tích, nhiều cái vết hằn cho cộng đồng, cho văn hóa và cho cả người thân của mình là Hồng Loan. Thì cái điều đó tôi thấy rằng là nếu kiếm tiền mà qua cái tang lễ rồi để mình dùng những cái đó để mình làm, biến nó trở thành những cái tiện nghi sang trọng thì tôi thấy nó vô nghĩa, nó vô nghĩa lắm chị sao ạ. Mà thà là như chị Hồng Sáp trên chiếc Honda quá giản dị nhưng mà trong lòng mọi người vẫn trân trọng và vẫn lưu luyến và vẫn là nhớ mãi cái người ca sĩ Hồng Sáp đó. Còn là dẫu bây giờ có đi là những chiếc xe sang thì nó phải xứng đáng và nó dành cho những người có một cái tấm lòng là gọi là cũng sang trọng và có đạo đức, phải có cái nhân văn thì nó phù hợp. Còn mình là bản thân là đã làm những cái chuyện sai với đạo đức thì giờ mình có đi siêu xe đi thì nó cũng quá là cái giá trị con người và chiếc xe nó không bằng một chiếc xe để gọi là đơn giản vô cùng đơn giản như chiếc xe Honda của Hồng Sáp đi đến là viếng thăm cái là nghệ sĩ là Xuân Yến. Đó là cái vấn đề tôi nói là cái giá trị và cái hành động và giá trị lợi nhuận ở cái đồng tiền tang lễ để là phục vụ đời sống của mình thì tôi thấy nó là vô nghĩa. Và mời anh có ý kiến à? Dạ con cũng cũng dự nhiều lắm tang mà thấy nghệ sĩ Hồng Sáp rất là giản dị và ăn mặc một cái bộ đồ rất là bình dân, cũng như là tại vì cô bây giờ cuộc sống cũng thực sự là rất là khó khăn, nhưng mà mình tới với nhau là quý vì cái tình nghệ sĩ và gia đình tiếp đón cũng rất là chu đáo, và qua đó cũng để cho khán giả ta thấy được một cái nét đẹp trong cái văn hóa của các nghệ sĩ sân khấu cải lương, đúng không chú? Dạ con chắc cũng xin cảm ơn chú đã đóng góp ý kiến ha, và chúc chú thật nhiều sức khỏe. Xin hẹn gặp lại chú các video tiếp theo ạ. Dạ, nếu anh có thời gian thì cho tôi bổ thêm vài ý kiến. Dạ, chú cứ nói đi. Dạ, ở đây đó, tôi cũng quay lại cái vấn đề. Thì tôi cũng xin là cái nhóm bên phía là mẹ con của họ và anh máy lạnh này kia các cái và chị Oxin. Rồi chúng ta hãy giỏi, xin những con người đó hãy giỏi trông theo để ý cái đám tang của nghệ sĩ Hồng Hồng Yến, thầy nghệ sĩ Xuân Yến là trong suốt cái thời gian để qua 100 ngày có họ có những cái động thái gì. Nếu như mà cuộc đời của anh Máy Lạnh và chị Sáu thở là trẻ hay thở nhỏ không hiểu biết gì về là tuần tự lễ tang thì họ hãy nhìn cái lễ tang này để họ học hỏi. Rồi nếu như sau này chị Sáu có nằm xuống thì có là hy vọng rằng cái anh là lúc là người Hàn Quốc rồi cái lúc là người Việt Nam đó hãy là giữ một cái thái độ đúng cái địa vị và cái chức năng của mình trong đám tang. Và ngược lại nếu như mà chú Bảy nằm xuống thì cũng mong rằng là phía bên này là chị Rùi cũng nên giữ cái khoảng cách, mình là người cháu, mình chỉ đến đó là phụ và hành kính phân ưu và chia buồn trong đó là tan ra dòng họ, chứ không đó là nên đó là làm lại lần thứ hai. Nếu làm lại lần thứ hai như cái hình ảnh cái đám tang của nghệ sĩ Vũ Linh thì thật sự là một cái điều là một điểm đen tối của xã hội, là một nhân vật đó là không thể nào chấp nhận được. Và tôi cũng có cái vài lời góp ý cùng anh và cùng cộng đồng mạng để chúng ta có nhiều cái suy gẫm mà. Dạ con xin hết rồi. Còn cảm ơn ý kiến của chú ha. Xin hẹn gặp lại chú các video tiếp theo ạ. Dạ cảm ơn anh ạ. Dạ chào ạ. Dạ con chào chú ạ.